cho các bạn một rapper nổi tiếng nhất của Fat Media. Vâng, và đây là màn đọc rap của anh ấy. Nhớ cả cái nắm tay chú ôm ấy, nhớ cả những cái ôm ở đây thôi. Anh vẫn có cho mình cơ hội về chuyện tình của hai ta, rằng anh thương em nhất mà, cớ sao bây giờ đi lại rồi chia xa. Điếm anh hả hả. Này, học tiếp đi em. Lắp như kích. Anh yêu em chả. Muốn hát lắm rồi mà hôm nay lại lỡ cửa kìa. Rồi các bạn, thì lúc nãy nó vừa rap xong mà mình vừa mới ra, nó lại thôi nó không rap rồi. Mà sao thằng kia đá bóng thì gì mà ngu vậy? Sao lại có một thằng, sao lại có một thằng áo đỏ, một thằng áo hồng kìa? Áo đỏ với bạn áo hồng ạ. Chào. Xin giới thiệu với các bạn, đây là đặc sản của Việt Nam, chỉ Việt Nam mới có mà thôi. Đấy, tức rồi, là đi Lào. Lào. Vâng, tức Lào hút vào là rất là phê. Đấy, các bạn có thể nghe thấy tiếng rít. Vâng, rất là phê, phê như viên cần ấy. Dạ rồi. Hà Nội hôm nay rất là nóng. Và hình như dưới kia lại đang bắt đầu kẹt xe rồi. Bắt đầu đến giờ đi làm về rồi. Giờ đi làm về rồi. Hà Nội lại kẹt xe rồi. À, lại hôm nay lại có mấy con cá chép bơi ở sông kìa các bạn nhỉ. Các bạn có thấy không? Mấy con cá chép đấy. Hồng 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 đấy. Nhưng mà hôm nay hình như có vẻ hơi ít thì sao ấy. Không, hát thỏa gì. Đấy, phụ cà phê. Có cái phần mềm của gì để mình thu âm làm ca sĩ nhỉ? Adobe Audition đúng không nhỉ? Adobe Adobe Audition. Audition CS6. Tại vì ra một ngày 80 triệu view. Mà ngày thứ hai nó chỉ có 3 triệu view thôi. Chắc nó view view đấy, cái thằng này mua view là cái chắc rồi. Ngày đầu tiên 80 triệu nhưng mà sang ngày thứ hai và ngày thứ ba chỉ có 2 triệu. Đúng rồi. Rồi ngày thứ hai. Lại ngồi lại lại kết bạn với cái con nào kìa. Nào. Cái kìa. Đây nó bạn bè lâu rồi. Lêu lêu lại có thằng ăn hành. Nó hành thì sao? Buồn không? Cảm xúc của bạn khi mới phút 35 bạn là về bị giận 2 bàn. 2 bàn danh dự thôi. Hay quá. Chuẩn bị bàn thứ ba này. Các bạn chuẩn bị nhìn bàn thắng thứ ba này. Chiếu góc. Wow, vâng, và đã có bàn thắng thứ ba. Đấy chỉ là 3 bàn danh dự thôi. Quá buồn. Đây nó là thực tế rồi. Cho ông lên ngồi nghe nhạc cho ông uống nước cà phê thứ ông còn trả đi. Còn đi ra ngoài tất cả là phải tính tiền cho nó. Vâng, bàn thắng thứ tư chăng? Cái là gì đã có bàn thắng thứ tư? Thank you.
Bạn làm gì bạn bấm loạn lên vậy? Bạn đá bóng đi, bạn đừng đánh người nữa. Cứ lần giờ nó phết rồi, phết chết đi rồi. Cứ vào gần xem. Vào gần thì ảo tưởng sức mạnh. Cứ xa thôi. Cứ thì ăn rồi.